cái lông này mình bẻ một cái lan đi và để cho nó thò đầu ra nó ăn như này. Thứ nhất là các bạn, những cái dòng chim nó đã trưởng thành như này rồi, các bạn chỉ một ngày các bạn chỉ cho ăn một lần này, vào lúc từ dao động từ 3 đến 5 giờ chiều. Ưu điểm của dòng này là chim nó sẽ đói và nó sẽ ăn rất là nghiêm túc. Con chim nó ăn thành bữa như thế này là nó sẽ không có bệnh dịch gì cả, hệ tiêu hóa của nó đó. Và các bạn thấy là nó không giảm đạm, không đi phân vào đó, cũng như là nó sẽ không vẩy bỏ thức ăn, không lãng phí. Chim các bạn càng để đói thì nó càng thuận. Tất nhiên là những cái dòng này là nó là dòng chim trưởng thành rồi các bạn ạ. Con nọ nó ăn xong thì con kia nó sẽ đi đến, và con nào ăn được nhiều rồi thì đi ra. Thì trong vòng khoảng tiếng là một cái bu này nó sẽ 10 đến 15 con nó sẽ ăn no. Và với những con chim thì thực ra như thế này muốn là hơi nhiều. Nhưng mà mình cái thực hiện clip thì mình để cho các bạn xem cho nó thoải mái. Đó là những cái kinh nghiệm thực tế cá nhân của mình. Nhiều khi mình để một cái cống vào bên trong, mặt trước mặt sau nó giảm đạm, cái này lật đổ luôn, lật đổ rơi xuống cái khay phân thì nó không tốt. Hai nữa là có thể là chúng đi phân vào giữa núa mà dính phân thì chim nó sẽ bỏ, nó hôi húc, nó không ăn. Các bạn nhìn thấy nó mổ rất nhanh đấy. Và có một lần mình quay một cái tình cờ ngẫu nhiên là một con chim nó ăn một ngày nó rơi vào khoảng tầm 80 hạt lúa là ok rồi đấy, 80 khoảng trên dưới một chút nha các bạn nhé. Các bạn nhìn nó ăn rất ok luôn này. Và những con chim gáy này ăn lúa này thì rất là khỏe luôn, miễn dịch tất cả các loại bệnh luôn đấy. Các bạn coi ăn rất là ok luôn. Khi nó đói thì nó sẽ biết trân trọng những cái thức ăn. Mà thực ra cái giống này nó là giống diều ngoài. Nó ăn khoảng tầm 4 giờ chiều ngày hôm nay thì phải tầm chiều ngày mai nó mới đói. Bởi vì cái thóc này nó vào trong diều là nó phải tiêu rất là lâu. Vậy là cái bạn mà đuôi ngắn ở giữa màn hình này ăn no rồi, đi lên. Và đến tiếp theo đây là đến một xếp hàng, anh nào đói thì tự đến mà ăn. Đó, bắt đầu anh này. Đó, nếu mà có như lúc trước là mình có bẻ hai song cách nhau thì một tại một thời điểm hai con cùng thò đầu ra ăn được, nhưng sau mình nghĩ là nó cũng thay nhau được. Càng đói thì càng ăn nghiêm túc, càng đói thì càng biết trân trọng. Và trong cái lúc bắt buộc ăn này là nó chim nó sẽ đến, nó sẽ chõm chọe nhau. Đấy, nó sẽ chõm chọe nhau thì con nào mà tợn thì nó sẽ gù lại. Nó sẽ gù lại những con khác. Nói gì hả? Kệ nó. Thì trong cái lúc này thì mình lại càng dễ phát hiện những con chim nào là giọng gì. Đấy, chim trống, chim mái ra làm sao. Mình xây dựng nên cái kênh Chim Cũng Gáy Hay này là thực ra là mình không có ý gì ngoài chia sẻ những cái đam mê. Và chia sẻ những cái thực tế mà để cho mọi người biết đến cái trang trại của mình để giao lưu cũng như là cái việc trao đổi mua con giống của mình. Thì mình cố gắng là chuyển những cái giống nó thực sự mang lại cái sự mới lạ, hay. Bộ to, bộ sáng, rồi âm thổ, đồng càng nhiều càng tốt để cho các bạn cùng chơi. Sau khi ăn thế này thì tí nữa nó sẽ đến cái tiết mục của uống nước các bạn. Uống nước. Đó. Bây giờ là đến tiết mục uống nước. Các bạn có thể là để kia thò đầu ra mình cũng không vẩy đấy.
đói thì các vị càng phải nghiêm túc. Biết trân trọng. Các bạn coi đi, coi là con này nó thì ăn cám hay ăn lúa này. Đấy, nó cũng vẫn ăn cả lúa cả cám đấy. Đó. Các bạn thấy không? Thì bên trái là mình thấy là có cả cám. Rồi qua đây. Đây là cái hiên nhà mình. Hiên nhà mình này. Đó. Cái hiên nhà mình. Các bạn có thể quan tâm cái thông tin ở trên cái bảng đây. Thế còn nhà mình thì ở trên cái phần trên đây là mình dùng cái hiên để mình nuôi mấy con ở trên này để mình nghiên cứu theo dõi một chút. Còn đằng sau thì mình phát triển quy mô trang trại và gây dựng 1-2 cơ sở nữa. Là các bạn riêng về chim bu gáy thì mình có thể nói là lên đến hàng ngàn con luôn. Đó. Các bạn có thể là yên tâm là khi mà được lựa chọn những cái giống chim. Đó. Nó ăn đâu có mấy đâu, nó ăn dai dẳng suốt từ hôm qua giờ. Các bạn bỏ ở đây là nó không đánh nhau, không chen chúc nhau. Con nào đói thì ra ăn thôi. Nói thò đầu ra ăn thôi, bắt buộc phải thò đầu ra ăn, không có cách nào khác cả. Nước cũng vậy thôi, để cái nước này, một cái khay nước kia nó có thể uống trong vòng 2 ngày thì thường ngày nào mình thay đi cho nó sạch. Đây là một cái trong cái chăn nuôi thực tế về chim bu gáy thì mình chia sẻ. Các bạn thấy mình để cố tình để bên nhiều cám nhô nhô lên, nhưng mà hình như là chim nó không ăn, không ưa. Đấy, có những con nó vẫn ăn lúa. Đấy. Yêu sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào màu, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635305982, 0989177982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn.
Ok, có lẽ là video này thì cũng xin phép là kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Gầy đà bền và nước, nếu như ai đó của bầm, đang vườn chim cô gái sở hữu những chú Phúc chim Thao của mình tại Ba Vì, Hà Nội, sẽ, xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống cái, chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, âm sọc, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim càng như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì và giống cải điều, cây trồng tứ quý và phân bò sữa ủ nén vi sinh. Website chim cô gái hay .com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cô gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 2 0989 trại đá điểu 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chặt niềm tin. Xin trân trọng hỏi thăm bất kỳ ai thì họ đều biết là mình chuyên phát triển trang trại chim cu. Xin chào và hẹn gặp lại.